Kinh Đại Phật định cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liễu nghĩa kinh Lăng Nghiêm quyển 7. Này khánh hỷ, ông đã hỏi phương pháp nhiếp tâm và ta cũng đã vừa thuyết giảng về diện môn tu học để vào chánh định. Những ai cầu đạo Bồ Tát thì trước tiên phải thọ trì bốn điều luật ghi này. Nên ví như dọc xương đóng băng trên cây thì tự nhiên không có một cành lá nào có thể nảy nở. Cũng như vậy, khi giới hành trong sáng thì ba nghiệp ác từ tâm ý và bốn nghiệp ác từ lời nói sẽ chẳng có nhân định mà sanh khởi. Này khánh hỷ, nếu ai chẳng đánh mất bốn điều luật ghi này thì tâm của họ sẽ chẳng còn duyên đến sắc thân nhân dự xuất pháp. Hà huống là các việc ma làm sao mà có thể khởi sanh chứ? Còn nếu ai có tập khí từ nhiều đời mà chẳng thể trừ được thì ông hãy dạy cho họ tụng Phật đảnh quang minh để bạch tảng cái thằng chú vô thượng của ta. Từ trên trướng kiến đảnh của Như Lai có Đức Phật hiện ra từ nơi tâm vô vi. Có Phật ngồi trên tà sen báo đã tuyên thuyết thằng chú này. Từ nhiều kiếp về trước, ông và cô gái Bồ Tát Matanga đã có nhân duyên sâu đậm và tập khí ăn đó vốn chẳng phải từ một đời hay một kiếp. Nhưng vừa khi nghe tiên duyên giáo pháp, ta tiên duyên giáo pháp chỉ một lần, cô ấy đã vĩnh viễn thoát khỏi tâm suy ái và trở thành bậc ứng chân. Trước kia cô ta là một dâm nữ và chưa từng khởi tâm tu hành, nhưng nhờ vào năng lực âm thầm của thần chú mà còn nói chứng bỏ vị khoa học. Hà huống là các hàng thanh văn các ông ở chúng hội nơi đây đã phát tâm cầu tối thượng thừa và quyết định để trở thành Phật. Đây giống như việc tung bụi thượng trì gió thì làm sao có gian nan hay hiểm trở chứ. Này khánh hỷ, nếu ai muốn ngồi đạo tràng ở vào thời mặt pháp thì trước tiên phải thọ trì giới cấm thanh tịnh, rồi hãy tìm một vị đạo sư giới hạnh thanh tịnh đệ nhất để làm thầy của họ. Nếu như không gặp được vị chân tăng thanh tịnh để truyền dạy chiến lược uy nghi thì tất sẽ chẳng thành tựu. Sau khi thọ giới, hãy mặc áo sạch thanh khiết rồi thắp nhang ở nơi bến vẽ, tụng 108 lần thần chú được tuyên thuyết vậy Đức Phật hiện ra từ nơi tâm của Như Lai. Sau đó hãy kết giới để kiến lập đạo tràng và cầu mong mười phương chư Phật hãy phóng ánh sáng từ bi để rót vào đỉnh đầu của họ. Giả sử các vị bhikkhu ấy, các vị bhikkhu thanh tịnh, bhikkhu ni, bạch y cư sĩ hay những thí chủ nào ở vào thời mặt pháp mà đã thọ trì tịnh giới của Phật, diệt trừ lòng tham cùng tâm dâm dục thì hãy phát nguyện Bồ Tát. Nếu họ có thể tắm gội trước khi vào đạo tràng ngày đêm sáu thời hành đạo và tu hành không ngủ nghỉ như thế cho đến 21 ngày thì ta sẽ tự hiện thân ở trước người ấy sau đảnh an ủi và giúp họ được khai ngộ. Ngài khánh hỷ bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nhờ là dạy từ bi vô thượng của Phật mà con đã khai ngộ. Con bây giờ đã tự biết làm sao để tu chứng thành đạo của bậc vô học. Thưa Thế Tôn, nếu có những hành giả nào ở vào thời mạt pháp muốn kiến lập đạo tràng thì họ phải làm sao kết giới để phối hợp được quy tắc thanh tịnh của chư Phật Như Lai? Đức Phật bảo: Nếu có ai ở vào thời mạt pháp mà muốn kiến lập đạo tràng thì trước tiên họ phải tìm được một con trâu đại lực sống ở vùng núi tuyết. Giống trâu này ăn cỏ mực thơm ngát và chỉ uống nước thanh khiết ở vùng núi tuyết này, cho nên phân của nó rất sạch sẽ. Hãy lấy phân của nó trộn với hương đàn rồi trát chúng lên đất. Nếu chẳng phải là giống trâu sống ở vùng núi tuyết thì phân của nó sẽ hôi dơ và không thể nào trát lên đất. Hoặc một cách khác, hãy tìm chỗ có đất sét màu vàng ở vùng đồng bằng rồi đào xuống năm thước. Nếu đất sét ở nơi đó trộn với hương đàn, hương trầm thủy, hương tô hộp, hương phất kim, trộn với hương đàn, hương trầm thủy, hương tô hộp, hương hương lục, hương phất kim, hương bạch mao, hương bạch giao, hương thanh mộc, hương linh lăng, hương cam tùng, hương kê thiệt, hãy nghiền nguyên liệu của 10 loại hương trên thành bột rồi trộn với đất sét và đất chống lên đất ở đạo tràng. Pháp đàn này gồm có 8 góc vuông vức và rộng 1.6 ở giữa pháp đàn. Hãy an trí hoa sen bằng bạc, vàng bạc hay đồng và đặt vào đó một bát nước sưng đầy được hướng vào tháng 8 và đại diện cánh hoa vào trong đó. Hãy lấy 8 tấm gương hình tròn, an trí mỗi cái vào mỗi hướng xung quanh hoa sen và bát nước với mặt gương xê ra ngoài. Tiếp đến hãy an trí 16 hoa sen và 16 lưỡi hương ở trước những tấm gương. Ở giữa những tấm gương, hãy trang nghiêm với hoa sen xen kẽ và trong những lưỡi hương chỉ đốt loại hương trầm thủy và chúng đệ chế để chúng bốc lửa. Hành giả hãy lấy sữa của con bò màu trắng rồi đổ vào trong 16 cái bình để chuẩn bị làm thức ăn, gồm có bánh nướng, bánh đường, bánh dừa, bánh dầu, cháo sữa, hương tô hộp, mật với gừng, bơ tinh chế và mật ong nguyên chất, mỗi thứ 16 phần. Sau khi xong, hãy đặt một phần từ mỗi loại ở trước 16 hoa sen để dâng lên chư Phật và Bồ Tát. Trong mỗi bữa ăn và giữa khuya, hành giả hãy lấy nửa thân mật ong và quà 3 lần với bơ tinh chế. Hãy an trí một bếp lò than nhỏ ở trước pháp đàn mà trước đó đã rải bơ trộn, đã lấy hương bạch giao
đun sôi với nước rồi đợi nước hương nó lên thang, sau đó mới đốt lửa cháy hừng hực. Hãy lấy bơ, hãy rải bơ trộn với mật ong lên ngọn lửa ở bếp lò và đốt như vậy cho đến khi nào hết bơ và mật ong để cúng dường chư Phật và Bồ Tát. Ở bên ngoài của tịnh thất làm pháp đàn, hành giả hải treo tràng quan, tràng phan và hoa ở khắp nơi. Ở trên bốn bức tường của tịnh thất, hành giả hải treo hình tượng của mười phương chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát. Ở chính giữa bức tường xây dày hướng nam, hành giả hải treo hình tượng của Đức Phật Biến Chiếu, Đức Phật Lăng Nhân, Từ Thị Bồ Tát, Đức Phật Bất Động và Đức Phật Vô Lượng Thọ. Ở bên trái và phải của bức tường, ở bên trái và phải của pháp đàn, hành giả hải treo hình tượng của một đại biến hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát và một hình tượng của Kim Cang Tạng Bồ Tát. Ở bên trái và phải của cánh cửa, hành giả hải treo hải an trí hình tượng của Phạm Vương Năng Thiên Đế, quả đầu Kim Cang, thanh diện Kim Cang, giải thoát kết Kim Cang, thiên mũ sân, thiên nữ sân mục, Thế Đại Thiên Dương và chướng ngại thần. Tiếp đó hải lấy 8 tấm gương khác treo từ trần nhà và làm cho chúng đối diện với 8 tấm gương hình tròn. Các tấm gương sẽ phản chiếu với nhau trùng trùng. 7 ngày đầu tiên hành giả hải chí thành đảnh lễ danh hiệu của 10 phương Như Lai cùng chư Đại Bồ Tát. Trong 6 thời, hành giả hãy đi vòng quanh pháp đàn và tụng chú liên tục, hãy chí tâm hành đạo và tụng chú 108 lần. 7 ngày kế tiếp thì hành giả hãy nhất hướng chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát và chớ để tâm gián đoạn. Trước đây ở trong lục tạng thì ta đã có chỉ dạy phương pháp phát nguyện. 7 ngày sau cùng, hành giả hãy chí tâm tụng đại bạch tạng cái thần chú của Phật suốt 24 thời. Và ngày cuối cùng thì chư Phật, thì mười phương Như Lai sẽ xuất hiện chư Phật và quang minh sẽ phản chiếu trong gương. Chư Phật sẽ lấy tay xoa đỉnh đầu của hành giả. Ngay lúc đó, nếu ai mà có thể tu hành chánh định trong đạo tràng vào thời mật pháp như thế thì tâm của họ sẽ trong sáng như lưu ly. Nếu vị bổn sư truyền giới cho vị bích sư này hoặc có ai trong nhóm của 10 vị bích sư mà chẳng thanh tịnh thì phần lớn những sự tu hành như trong đạo tràng như thế sẽ không thành tựu. Sau 21 ngày, hành giả hãy ngồi ngay thẳng và an nhiên như vậy cho đến 100 ngày. Nếu những ai với căn lành sâu dày thì họ sẽ không đứng dậy vào thời gian trên, họ sẽ đắc quả nhập lưu cho dự thân và tâm của họ chưa thành tựu chánh quả, nhưng họ biết chắc chắn rằng sẽ trở thành Phật. Ông đã hỏi ta làm sao để kiến lập đạo tràng thì đây chính là phương pháp. Lúc bấy giờ, Ngài Khánh Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, kể từ khi con xuất gia, con đẩy lại và sự thương mến của Phật, con chỉ cầu đa văn mà chưa chứng vô vi, do vậy con bị tà thuật của Phạm Thiên khống chế. Mặc dù tâm vẫn sáng suốt nhưng lực thì chẳng được tự do, may nhờ có dịp các tường Bồ Tát đến giải cứu nên con thoát khỏi. Do nhờ vào năng lực âm vô hình của thần chú nhưng con vẫn chưa đích thân được nghe, kính mong Như Lai với lòng đại từ bi mà hãy tuyên thuyết thêm một lần nữa, hầu cứu hộ cho những vị tu hành ở trong pháp hội cùng tất cả chúng sanh luân hồi ở vào thời mạt pháp tương lai. Do nương vào mật âm của thần chú mà thân tâm họ được giải thoát. Khi ấy tất cả đại chúng đều chắp tay đảnh lễ và chờ đợi lắng nghe bí mật chương cứu. Lúc bấy giờ, từ trên tướng vô kiến cảnh của Như Lai vọt phóng ra luồng ánh sáng trăm báo, rồi trong luồng ánh sáng đó vọt ra một hoa sen ngàn cánh. Trên hoa sen báo đó có một quá Phật đang ngồi, và trên đỉnh đầu của Đức Phật đó vọt ra 10 luồng ánh sáng trăm báo. Trong mỗi luồng ánh sáng đó đều hiện khắp thân của các vị kim cang mật tích, nhiều như số cát của 10 sông Hằng, có vị giác núi, có vị cầm chày, và các ngài đứng đầy cõi giới hư không. Khi nhìn lên thì đại chúng vừa mừng vừa sợ, và còn Phật hải thương xót, họ nhất tâm lắng nghe quá Phật được vọt ra từ trên tướng vô kiến đảnh của Như Lai mà tuyên thuyết thần chú rằng: Nam mô Tế Đức Tha Tô Dạ Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đề Tạ Tế Đức Tha Phật Đà Cung Tri Sắc Di Sa Nam mô Tất Bà Bột Đà Bột Địa Tất Đa Bệ Tệ Nam mô Tế Đà Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đà Cung Tri Nẵm Tân Sá Ba Dạ Cơ Tăng Dạ Nẵm Nam mô Lô Kê La Hán Đa Nẵm Nam mô Tô Lô Đa Ba Đa Nẵm Nam mô Tế Ý Trị Đà Dạ Di Nẵm Tam Miệu Dạ Ba Đa Đệ Ba Đa Đa Nẵm Nam mô Đề Bà Lý Sắc Mãn Nam mô Sá Ba Na Ít Ra Ha Ta Ha Ta Đa Ma Ta Nẵm Nam mô Bạc Ra Ha Ma Ni Nam mô Như Đồ Ra Gia
Nam mô Bà Già Bà Đến Lô Rồ Ra Dao Ma Bắc Đế Ta Hê Dạ Gia. Nam mô Bà Già Bà Đến Na Ra Dạ Na Gia Bằng Giá Ma Ha Tam Mậu Đà Ra. Nam mô Bà Già Bà Đến Ma Ha Ca Ra Gia Địa Rị Bắc Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba Na Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Sát Na Nê Bà Tắc Nê Ma Đắc Rị Già Na Nam mô Tắc Ít Rị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu La Gia Đa Tha Già Đa Câu La Gia. Nam mô Bắc Đầu Ma Câu La Gia. Nam mô Bạch Sa Câu La Gia. Nam mô Mani Câu La Gia. Nam mô Già Xà Câu La Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Trà Yuratena Baraharana Rasa Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Nam mô A Di Đà Bà Gia Đa Tha Già Đa Gia A Na Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế A Su Bệ Gia Đa Tha Già Đa Gia A Na Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Sa Gia Cu Lô Phệ Trụ Rị Gia Bắc Ra Bồ Ra Sa Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bổn Sư Ví Đa Tắc Lân Nại Ra Lạc Sa Gia Đa Tha Già Đa Gia A Na Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Sát Kê Dạ Mẫu Na Duệ Đa Tha Già Đa Gia A Na Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lạc Đắc Na Kê Đô Đa Sa Gia Đa Tha Già Đa Gia A Na Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Đế biểu Nam mô Tát Ít Trị Đa Ế Đàm Bà Già Bà Đa Ta Đắc Tha Già Đô Sắc Ni Sam Tát Đắc Đa Đốc Bát Tát Lam Nam mô A Bà Đa Thị Đa Bát Ra Đế Dương Kỳ Ra Tát Ra Bà Bộ Đa Ít Ra Ha Ni Ít Ra Ha Ít Ca Ra Ha Ni Bạc Ta Ví Địa Gia Sắc Đà Nẻ An Ca La Mật Trị Trụ Bát Rị Đắc Ra Gia Nạnh Ít Trị Tát Ra Bà Bà Nà Nâu Sa Ni Tát Ra Bà Độc Sắc Ra Độc Tát Phạt Bát Na Nẻ Phật Ra Ni Giải Đô Đa Thất Đế Nẵm Ít Ra Ha Ta Ha Tát Ra Nhã Xà Thị Đa Băng Tát Na Ít Trị An Sắc Ra Băng Sá Đế Nẵm Na sa sát tất ra nhã xà ba ra tất bà na ít trị a sát ra nặng ma ít ra nhã xà thì đa văn tất na ít trị tất bà sát ra lô nể bà ra nhã xà hô lam độ tất phạm la nhã na sa ni bi sa sát tất đắc ra a kiết ni ô đà ca ra nhã xà a bắc ra thị đa gu ra ma ha bắc ra chiến trị ma ha điệp đa ma ha đế xà ma ha thuế đa xà bà ra ma ha bạc ra bằng đà ra bà tất nể a rị gia đa ra thì rị cu tri thì bà thị xà ra bà sa ra ma đệ đệ thị xà đô đa vật đằng võng ca bà sa ra chế hắc na a giá ma ra chế bà bắc ra chất đa sa thiện trì thị xà ra giá Quyến đa sa bệ đề bà bộ thị đa tô ba lô ba ma ha thuế đa ma ha bà ra a bát đa bà sa ra tương ít ra chế bà bà sa ra câu ma rị câu lâm đà rị bà sa ra hắc tắc đa giá tỳ điện gia kiền giá na ma rị ca quốc tô mẫu bà ít ra đá na bệ lô giá na cu rị gia giả ra thố sắc ni sam tỳ chiến lâm bà ma ni giá bà sa ra ca na ca ra bà lô sa na bà sa ra đón trị giá thế đa giá ca ma ra sắc sa thi ba ra bà ê đế di đế mẫu đà ra ít na ta bệ ra sáng vọc phạm đôn thốn na ma ma tả Ô hồng rị sắc ít na bác là sát tất đa tất đa tha giải đô sắc ni sam hỏ hồng đô luôn chiên bà na hỏ hồng đô luôn tất đam bà na hỏ hồng đô luôn ba ra sắc tị gia tam bát sa la ít ra hỏ hồng đô luôn ung tác bà dự sa hát ra sát ta ít ra hai nhã xà tị đằng băng tác na ít ra hỏ hồng đô luôn ung giả đô ra thi để nậm ít ra ha ta ha tác đa nậm tị đằng băng tác na ra hỏ hồng đô luôn ra sa bà nhà phạm tất đa tha giải đô sắc ni sam ba ra điểm xà ký trị ma ha ta ha tác ra bậc thủ ta ha tác ra thất trị sa ku tri ta ha tác nay đế lệ a tệ đề thị bà rị đa tra tra an ca ma ha bạc xà lô đà ra đế rị bồ đà na mạng trà ra ô hồng ta tất đế bạc bà đô mà mạng thó nam ma ma tả ra xà bà dạ chủ ra bạc dạ a kỳ ni bà dạ ô đà ca bà dạ tỳ sa bà dạ sa tất đa ra bà dạ bà ra chứ ít ra bà dạ đồ sắc sa bà dạ a xá nể bà dạ a ca la mật trị trụ bà dạ đà ra ni bộ di kiếm bà dạ ba đà bà dạ Oraka bà đa bà dạ là sanh ra bà dạ na dạ bà dạ tỳ địa đất bà dạ tô ba ra na bà dạ dự so ít ra ha ra so tư ít ra ha tất trị đa ít ra ha tỳ xá dạ ít ra ha bộ đa ít ra ha cư bàn trà ít ra ha bộ đơn na ít ra ha ca tra bộ đơn na ít ra ha tất kiền độ ít ra ha a bá tất ma ra ít ra ha ô đàn ma đà ít ra ha sa dạ ít ra ha hay đệ bà đệ ít ra ha sa đa ha rị nẩm ít bà ha rị nẩm rô đị ra ha rị nẩm ma ta ha rị nẩm mê đà ha rị nẩm ma đà ha rị nẩm sa đa ha rị nữ thì tí đa ha thì tí đa ha rị nữ bà đa ha rị nẩm a du giá ha rị nữ chắc đa ha rị nữ đi sa tắc bệ sanh tắc ma ít ra ha nẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di ba rị mặt đa dạ ca hắc rị nẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di trà diễn ni hắc rị nẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di ma ha bát du bát lát dạ lô đà ra hắc rị nẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di na ra dạ no hắc rị nẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di đắc đoạ đắc đã dạ lô trà tay hắc rị nẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di ma ha ca ra ma đắc rị dạ no hắc rị nẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di các bạn ca ba rị ca hắc rị đẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di sa dạ ít ra ma độ ít ra tất bà đa tha ta đặt na hắc rị đẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di dạ đốc ra bà kỳ nể hắc rị đẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ rị dương hắc rị tri na đà kê sa ra dạ na bắc đế sách he dạ hắc rị đẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di na ít na sa ra bà na hắc rị đẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di a la hán hắc rị đẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ đa ra giá hắc rị đẩm tỳ đà dạ sa sân đà dạ di kê ra dạ di
Bà xà ba nể cô he dạ cô he dạ ca địa bắc đế sách he dạ hắc trị đậm tỳ đề dạ xà sanh là dạ di kê ra dạ di ra sao vẫn ba dạ phạm ấn thố na ma ma tạ bà già phạm tái đắc đa bái đắc đa nam mô túy đồ đế a tất đa na đa lập ca ba ra bà tất phổ tra thì ca tái đắc đa bái đắc trị thập phật tra đà đa đà đa tầng đà đa tầng đà đa sa đà sa đà hồ 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 phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn ta ta ha he he phấn a mô ca gia phấn a ba ra đề ha a mô ca gia phấn a ba ra đề ha đa phấn bà ra đa ba bà ra ba đa đà phấn a tố ra tỳ đà đa ba ca phấn tắc bà đề bệ tệ phấn tắc bà na già tệ phấn tắc bà diệt sa tệ phấn tắc bà càng thắc bà tệ phấn tắc bà bổ đơn na tệ phấn ca tra bổ đơn na tệ phấn tắc bà độc đang trị đế tệ phấn tắc bà độc sát tỷ lê hắc sắc đế tệ phấn tắc bà thập bà lê tệ phấn tắc bà a bá tắc ma lê tệ phấn tắc bà xá ra bà no, già no tệ phấn tắc bà địa đế kê tệ phấn tắc bà đắc na đà kê tệ phấn tắc bà tý đà ra gia thể giá lê tệ phấn xà già ít ra ma độ ít ra tắc bà ra ta ta đà kê tệ phấn tỳ đề giả giá lê tệ phấn giả đâu ra phượt kỳ nể tệ phấn bạch xà ra kuma rị tỳ đà giả ra thể tệ phấn ma ha ba ra đinh dương sa tỳ đề tệ tệ phấn bạch xà ra thương ít ra giả ba ra trận kỳ ra xà gia phấn ma ha ca ra giả ma ha mạng đắc trị ca noa nam mô ta ít trị đa giả phấn biết sắc la từ dễ phấn bột ra ha mô ni dễ phấn a kỳ ni dễ phấn ma ha ít trị dễ phấn ít ra đàn trì dễ phấn miệt đắc trị dễ phấn lào đắc trị dễ phấn giá văn trà dễ phấn ít ra ra ít la ra đắc đắc trị dễ phấn ca bắc trị dễ phấn a địa mục chất đa ca thi ma sa la bà tư nể dễ phấn diện kiết chất đắc đỏ bà tỏa mà mãn thố nan ma ma tạ đọc sắc cha chất đa ai mạc đắc trị chất đa ô sa ha ra và bà ha ra lô địa ra ha ra ta bà ha ra ma sa ha ra sa đa ha ra thì biết đa ha ra bạc lược dạ ha ra càng đà ha ra bố sử ba ha ra phả ra ha ra bà tả ha ra bắt ba chất đa đọc sắc cha chất đa la ra ra chất đa bế lệ đa ít ra ha thì xá già ít ra ha bộ đa ít ra ha cư bàn trà ít ra ha tất kiền độ ít ra ha ô đắc ma đà ít ra ha sa dạ ít ra ha a bá tất ma ra ít ra ha trạch khư các trạch kỳ ni ít ra ha rị phật đế ít ra ha sa di ca ít ra ha sát cu ni ít ra ha mũ đà ra năng địa ca ít ra ha a lam bà ít ra ha càng độ ba ni ít ra ha thập phật ra yên ca hay ca trị đế dược ca đắc lệ đế dược ca giả độ thoát ca ni đề thập phật ra bí sa ma thập phật ra bạc đế ca tỷ đế ca thất lệ sắc mật ca ta nể bắc đế ca tắc bà thập phật ra thất rô kiết đế mặt đà bệ đặt lô chí kiếm ẩy rô kiềm một khe rô kiềm ít trị đột rô kiềm ít ra ha ít lam ít la du lam đảnh đa du lam hất trị dạ du lam mặt mạ du lam bạc trị thất bà du lam bí lật xuất trai du lam ô đà ra du lam ít tri du lam bạc tất đế du lam ô rô du lam thường dạ du lam hắc tắc đa du lam bạc dạ du lam ta phỏng án dạ bát ra trượng trượng già du lam bộ đa bí đá trà trà kỳ ni thập bà ra đà độc rô ca kiến đốt rô kiết tri bà lộ đa tỳ tá bắc lô hai lăng nhà chú sở sắc ta ta na ít ra tỳ sa dụ ca a kỳ ni ô đà ca mặt ra bệ đa kiến đá ra a ca la mật trị đốt đất liễm bồ ca địa lật lạc tra bí rị sắc chất ca tắc bà na cu ra tứ dẫn già tề ít ra rị diệt sô đát ra sô mặt ra thì phệ nế sam ta bệ sam tắc đắc đa bác đắc ra ma ha bạc xà rô sắc ni sam ma ha bắc lạc trượng kỳ lam giả ba độc đà xá dụ xà na biện đắc lệ na tỳ đà gia bàn đàm ca lô di đế thủ bàn đàm ca lô di bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di đắc diệt tha án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà bà nà nệ bạc xà ra bán ni phấn họ hồng đô long phấn ta bà ha này khánh hỷ tất cả mười phương Như Lai đều được sinh ra từ bí mật chương cú vi diệu của đại bạch tạng cán thần chú được tuyên thiết bởi quá phật vọt ra từ trên đỉnh đầu của Như Lai và nhân bởi thần chú của tâm này mà tất cả mười phương Như Lai được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do mười phương Như Lai đã chấp trì thần chú của tâm này nên có thể hàng phục chúng ma và chế phục ngoại đạo. Do mười phương Như Lai đã nhờ vào thần chú của tâm này nên có thể ngồi trên tòa sen báo và ứng hiện vào các cõi nước nhiều như vi trần. Do mười phương Như Lai đã giữ gìn thần chú của tâm này nên có thể chuyển đại pháp luân ở trong các cõi nước nhiều như vi trần. Do mười phương Như Lai đã thọ trì thần chú của tâm này nên có thể xa lãnh thọ ký cho tất cả các chúng sanh khắp thế giới trong mười phương. Nếu những ai chưa thành tựu quả vị thì đều nếu những ai chưa thành tựu quả vị ở trong khắp thế giới trong mười phương thì đều nhờ ơn chư Phật mà được thọ ký. Do mười phương Như Lai đã nương vào thần chú của tâm này nên có thể cứu tế tất cả chúng sanh khổ ách như là địa ngục ngạ quỷ bàn sanh
Mù điếc câm ngọng, nỗi khổ của oán ghét gặp nhau, nỗi khổ của yêu thương chia lìa, nỗi khổ của mong cầu không được, nỗi khổ của năm uẩn trái phần, và tất cả mọi việc xui xẻo, dù là lớn hay nhỏ. Đồng thời chư Phật cũng giải cứu chúng sanh ra khỏi nạn cướp, đấu tranh, giặc, nạn vua, ngục tù và gió bão, lũ lụt quả hoạn và đói khát bằng cùng. Chư Như Lai chỉ cần ứng tâm niệm chú thì tất cả mọi điềm xấu thải đều diệt trừ. Do mười phương Như Lai thuở xưa đã tùy thuận thần chú của tâm này nên có thể ở trong bốn uy nghi mà phụ sự các vị thiện tri thức, cúng dường như ý và được chọn làm những vị pháp phương tử ở trong pháp hội của Như Lai nhiều như các sông Hằng. Do mười phương Như Lai đã thực hành thần chú của tâm này nên có thể nhiếp thọ các chúng sanh hữu duyên và khiến cho những ai tu hành ở nhị thừa sẽ không sanh tâm kinh sợ khi nghe về tạng bí mật. Do mười phương Như Lai đã tụng niệm thần chú của tâm này nên có thể thành vô thượng giác, ngồi vào cõi đạo thụ và vào đại tịch diệt. Do mười phương Như Lai đã truyền dạy thần chú của tâm này nên có thể phó chúc Phật sự sau khi tịch diệt, làm cho giáo pháp được trụ thế lâu dài. Những ai nghiêm trì giới luật thì tất sẽ được thanh tịnh. Nếu từ sáng đến tối không gián đoạn và không lặp lại nhân từ, ta liên tục nói về công đức của Đại Bạch Tạng Cái thần chú được tuyên thiết từ quá Phật hiện ra từ đỉnh đầu của Như Lai. Hàng hữu học các ông vẫn chưa dứt sạch luân hồi, tuy các ông đã phát tâm chí thành để trở thành bậc ứng chân, nhưng nếu không tụng trì thần chú này mà muốn ngồi đạo tràng và muốn tâm thoát khỏi những việc ma và muốn thân và tâm thoát khỏi những việc ma thì thật không có việc ấy. Này Khánh Hỷ, nếu có chúng sanh ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà có thể dùng cỏ cây, hoa lá, cây cọ, giấy trắng, bạch điệp mà biên chép thần chú này là lưu giữ trong túi thơm, thì cho dù tâm trí của ai có ám đọng chưa thể đọc tụng niệm hay học thuộc thần chú, nhưng nếu lưu mang túi thơm này theo bên mình thì phải biết rằng người ấy vĩnh viễn sẽ không bị các loại độc nào mà có thể gây hại. Này Khánh Hỷ, bây giờ ta muốn nói thêm cho ông biết rõ làm sao thần chú này có thể cứu họ thế gian, giúp chúng sanh thoát khỏi sợ hãi kinh hoàng và thành tựu trí tuệ xuất thế gian. Này Khánh Hỷ, sau khi ta diệt độ, nếu có chúng sanh nào ở vào thời mặt pháp mà có thể tụng niệm thần chú này hoặc dạy bảo người khác tụng niệm thì phải biết rằng những người tụng niệm như thế, lửa chẳng thể đốt họ, nước chẳng thể nhấn chìm họ, và cho đến các thuốc độc dù là mạnh hay nhẹ cũng chẳng thể tổn hại họ. Và như thế cho đến các chú thuật trà, tà ác của trời rồng, quỷ thần hay yêu tinh quỷ quái thì cũng sẽ chẳng thể khống chế họ. Một khi tâm họ đã vào chánh định thì mọi tố chất chế tạo từ bùa ngải, trù yếm, vàng bạc trộn giới, thuốc độc trộn giới vàng bạc, thảo mộc trùng xà hay dạng vật độc khí, một khi vào miệng của họ thì tất cả đều sẽ trở thành vị cam lộ. Các yêu tinh ác độc cùng với chúng quỷ thần quán tâm hại người sẽ chẳng khởi lòng ác được. Các đại quỷ vương, chướng ngại thần và các đại quỷ vương đã từng làm ác và hàng quyến thuộc của họ, do đã thọ ân sâu của Phật quá độ nên họ sẽ thủ hộ người trì giới, người trì chú. Này Khánh Hỷ, phải biết rằng thần chú này luôn được 84.000 hàng hà sa ức chư vị Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương họ trì. Mỗi vị đều có hàng kim cang chúng lòng quyến thuộc, và ngày đêm họ luôn đi theo để bảo vệ người trì chú. Cho dù tâm trí của ai có tán loạn và thiếu chánh định đi nữa, nhưng tâm của họ luôn nhớ nghĩ và miệng đọc thần chú, thì các vị Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương sẽ luôn ngày đêm hộ trì người ấy. Hào hứng là các thiện nam tử, các ông đã phát khởi đạo tâm kiên định. Lại nữa, các vị Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương cũng sẽ âm thầm chú tâm phát khởi phần thức của người trì chú. Do đó, họ sẽ có thể nhớ lại rõ việc của 84.000 hàng hà sa ức kiếp mà không hề nhầm lẫn. Từ đó về sau cho đến thân cuối cùng, họ sẽ không sanh làm quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, quỷ úng hình, quỷ xú ế, quỷ cực xú ế hay quỷ đói, quỷ hút tinh khí hay quỷ đói, và những loài chúng sanh xấu ác có hình, vô hình, có tướng hay vô tướng. Giả sử các
các thiện nam tử đó có thể đọc tụng hay ghi chép thần chú này, rồi mang theo bên mình hoặc an trí ở những nơi, hoặc an trí ở những nơi thích hợp để làm môn sự cúng dường, thì từ kiếp này sang kiếp khác họ sẽ không sanh vào gia đình bằng cùng hạ tiện hoặc những nơi chẳng an vui. Giả sử những người ấy không đích thân làm những việc phước đức thì mười phương Như Lai cũng sẽ chuyển công đức của mình cho người ấy. Do vậy, trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng, vô số bất khả thiết kiếp, họ sẽ được sanh cùng một nơi với chư Phật. Vô lượng công đức của họ sẽ dày khích như chùm quả cơm lá hẹp. Họ sẽ được ở cùng một nơi để huân tu pháp lành và vĩnh viễn không rời xa chư Phật. Lại nữa, thần chú này có thể khiến cho những ai phá giới sẽ được phục hồi giới căn thanh tịnh. Những ai chưa thọ giới sẽ được thọ giới, những ai chưa tinh tấn sẽ khiến được tinh tấn. Những ai không trí tuệ sẽ được trí tuệ, những ai chưa thanh tịnh sẽ được thanh tịnh. Những ai chưa ăn chay trì giới, ăn chay trì giới thì sẽ tự mình thành tựu trai giới. Này Khánh Hỷ, giả sử nếu thiện nam tử đó đã phá giới trước khi thọ trì thần chú, thì sau khi trì chú xong, tất hết thảy những tội phá giới bất kể dù là nặng hay nhẹ cũng sẽ đồng thời bị tiêu diệt. Giả sử như người đó có thể đã uống rượu, ăn năm loại thực vật hơi nồng và dùng đủ mọi thức ăn bất tịnh, thì hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Kim Cang Thần, Thiên Chúng Tiên Nhân và Quỷ Thần sẽ không xem đó là lỗi lầm. Cho dù họ có mặc quần áo rách nát đi chăng nữa, nhưng mọi việc làm của họ đều vẫn thanh tịnh. Cho dù họ không kiến lập đạo tràng, không vào pháp đàn, không kiến lập pháp đàn, không vào đạo tràng và không hành đạo đi nữa, nhưng nếu tụng trì thần chú này thì công đức của họ sẽ cũng giống như người vào trong pháp đàn và hành đạo không một chút sai khác. Lại nữa, giả sử như người ấy đã phạm năm trong tội ngỗ nghịch và đáng lẽ phải bị đọa vào địa ngục vô gián, hoặc họ là những vị Bhikshu đã phạm bốn giới nghiêm trọng và đáng bị trục xuất, hoặc họ là những vị Bhikshuni đã phạm tám giới nghiêm trọng và đáng bị trục xuất, nhưng một khi trì tụng thần chú này thì tất cả những tội trọng thảy đều bị tiêu diệt, đến sợi lông tơ cũng chẳng còn, tự như cơn lốc gió thổi tan bảy cát. Này Khánh Hỷ, nếu có chúng sanh nào ở đời hiện tại hoặc đời trước mà chưa từng sám hối tất cả tội nghiệp đã gây tạo, bất kể là nặng hay nhẹ, từ vô lượng vô số kiếp cho đến nay, nhưng nếu họ có thể đọc tụng biên chép thần chú này rồi mang theo bên mình hoặc an trí ở trong nhà, khu vườn hay quán trọ, thì tất cả những tội nghiệp tích tập của họ sẽ đều tan rã như tuyết bị nóng chảy, và không lâu sau đó họ sẽ chứng đắc vô sanh nhẫn. Lại nữa Khánh Hỷ, nếu có chúng sanh nào không có con cái mà còn mong con cái, nếu họ có thể tụng thuộc lòng thần chú hoặc mang đề bạch tạng cái thần chú này theo bên mình, thì họ sẽ được sanh con cái với đầy đủ phước đức trí tuệ, cầu mong sống lâu sẽ được sống lâu, cầu mong kết quả mỹ mãn sẽ được thành tựu viên mãn, và cho đến thân mạng và sắc lực cũng như thế. Sau khi mãn chung thì họ sẽ tùy theo ý nguyện mà bản sanh vào các thế giới trong mười phương, và nhất định sẽ không sanh vào chúng biên địa hạ tiện hay hàng tạp loạn chúng sanh. Này Khánh Hỷ, nếu ở bất kỳ nơi đâu, xóm làng tỉnh huyện hay bất quốc gia nào mà gặp nạn, quốc gia nào mà gặp nạn đói mà gặp nạn đói khát, bệnh dịch, giặc cướp, đao binh, đấu tranh hoặc đủ mọi ách nạn khác, thì hãy ghi chép thần chú này rồi an trí trên bốn cổng thành hoặc treo trên cờ xí. Hãy chỉ dạy dân chúng ở quốc gia đó nghênh tiếp cung kính và lễ bái thần chú này. Hãy chỉ dạy cho mọi công dân ở nơi đó hãy luôn mang theo thần chú bên mình hoặc an trí ở trong nhà, thì tất cả các tai chướng và điều ác phải đều diệt trừ. Lại nữa Khánh Hỷ, nếu ở bất kỳ quốc gia nào hoặc nơi đâu mà có chúng sanh tùy thuận thần chú này, thì trời đồng sẽ quan hỷ, mưa gió thuận hòa, muôn dân ngũ cốc chính rọi và muôn dân an lạc. Lại nữa thần chú này cũng có thể
Lại nữa, thần chú này cũng có thể ngăn chặn các tai chướng được thấy qua sự biến đổi xấu ác và quá dị của mỗi tinh tú ở mỗi phương xứ. Nhân chúng ở nơi đó sẽ không bị chết yểu, không bị công cùng xì xích trói buộc nơi thân, ngày đêm ngủ nghỉ an lành và không hề gặp ác mộng. Này Khánh Hỷ, ở trong thế giới Kham Nhẫn có 84.000 tinh tú báo hiệu cho tai chướng xấu. Trong đó có 28 đại tinh tú báo hiệu cho điều xấu nhất, và trong đó lại có 8 đại tinh tú báo hiệu cho điều xấu cực kỳ. Chúng hiện ra đủ mọi hình thù và phát sinh đủ mọi tai ương khác lạ khi xuất hiện ở thế gian. Nhưng nếu ở nơi nào mà có thần chú này thì trong vòng 12 yojana sẽ trở thành chỗ kết giới. Mọi tai chướng và điều xấu thể đều diệt trừ. Cho nên Như Lai đã tiên khiến thần chú này để giúp cho những vị thành giả mới tu học ở vào đời vị lai, khiến cho họ vào chánh định, thân tâm an nhiên và được an ổn tự tại. Lại nữa họ sẽ không bị các chúng ma quỷ thần cùng các lại nữa họ sẽ không bị các yêu ma quỷ quái cùng với các lại nữa họ sẽ không họ lại nữa họ sẽ không không bị các chúng ma quỷ thần cùng oán thù tai ương ở những đời trước và những người nghiệp tội tích tập từ vô thủy đến não hại. Khi nói lời ấy xong thì vô lượng trăm ngàn kim cang thần ở trong chúng họ đều đồng một lúc chắp tay đảnh lễ ở trước Phật và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tùy thuận như lời dạy của Phật, chúng con sẽ thành tâm bảo hộ những người tu đạo như thế. Lúc bấy giờ Phạm Vương, Năm Thiên Đế và Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc chắp tay đảnh lễ ở trước Phật và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu có những ai tu đạo như thế thì chúng con cũng sẽ tận tâm chí thành bảo hộ và khiến cho mọi việc làm của người ấy trong đời hiện tại đều được như ước nguyện. Lại có vô lượng đại tướng quỷ tiệt tật, quỷ chúa bạo ác, chúa quỷ ống hành, chúa quỷ hút tinh khí, chướng ngại thần và các đại quỷ vương khác cũng đồng một lúc chắp tay đảnh lễ và thưa rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng phát thệ nguyện hộ trì những người ấy và khiến cho đạo tâm của họ sớm được viên mãn. Lại có vô lượng nhật thiên tử, nguyệt thiên tử, phong thiên, vũ thiên, lôi thiên, điện thiên và các vị khác như thế, cùng với vị quan trời liên tế tuần tra và hàng quyến thuộc của họ cũng đồng một lúc chắp tay đảnh lễ và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tùy thuận như những vị tu hành công đức như thế, từ lâu chúng con đã giác ngộ, nhưng chúng con lại không chọn vào tịch diệt, trái lại chúng con luôn đi theo để bảo vệ những ai tu chánh định chân chánh của thần chú ở vào thời mật pháp. Nếu có ai tu tâm để cầu chánh định như thế, nếu họ ở tại đạo tràng, ở đi trên đường hoặc cho đến tâm tán loạn khi dạo qua xóm làng, thì các hàng quyến thuộc của chúng con cũng sẽ ngày đêm đi theo hộ vệ. Các ma vương, cho dù ma vương ở trời tha quá tự tại thường tìm cách để trục lợi từ người ấy thì chắc chắn sẽ không thể được. Trong vòng 10 yojana, hàng tỷ quỷ thần sẽ không thể đến gần những người thiện này, như trường họ đã phát khởi đạo tâm và vui thích tu thiền định. Này thưa Thế Tôn, nếu có những ác ma nào cùng với quyến thuộc của ma mà muốn đến xâm phạm hay quấy nhiễu những người thiện lương này thì chúng con sẽ vung chài báo đập nát đầu chúng ra thành những hạt vi trần và khiến cho mọi việc làm của họ đều được thanh tịnh. Lúc bấy giờ Ngài Khánh Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con ngu độn chỉ thích đa văn và vẫn còn ở trong các tâm hữu lậu mà chẳng mong ra khỏi. Nhờ là dạy từ bi vô thượng của Phật mà con đã tu hành chân chánh, thân tâm an nhiên và được lợi ích lớn lao. Thưa Thế Tôn, nếu có những người nào
tu chứng chánh định của Phật nhưng vẫn chưa đạt, nhưng vẫn chưa đi đến tịch diệt. Sao gọi là giai đoạn của trí tuệ khôn? 44 giai đoạn mà tâm lần được trải qua để đạt đến mục đích tu hành là gì? Sao gọi là ở trong giai đoạn này được gọi là vào trong 10 địa? Sao gọi là Bồ Tát? Sao gọi là Bồ Tát ở trong giai đoạn cảnh giác? Khi nói lại xong thì Ngài Khánh Hỷ chắp tay đảnh lễ sát đất, và đại chúng cũng nhất tâm chờ đợi lắng nghe âm thanh từ bi của Phật và chiêm ngưỡng không hé mắt. Lúc bây giờ Đức Phật bảo: lành thay Khánh Hỷ, ông đã khéo vì đại chúng và tất cả chúng sanh ở vào thời mạt pháp, là vị tu hành chánh định và cầu pháp đại thừa mà hỏi ta chỉ ra con đường để tu hành chân chánh vô thượng, để dẫn họ từ giai đoạn phàm phu cho đến vào đại tịch diệt sau cùng. Ông này hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Khánh Hỷ và đại chúng chắp tay, giới tâm khai mở và chờ đợi lắng nghe giáo huấn. Đức Phật bảo: này Khánh Hỷ, phải biết rằng diệu tánh liên minh lìa mọi danh tướng, và nó vốn không có chúng sanh hay thế giới. Nhân bởi hư vọng mà có sanh khởi, nhân bởi sinh khởi mà có diệt mất. Sanh diệt là hư vọng, và một khi sinh hư vọng đã diệt trừ thì đó là chân thật. Sự xây chuyển để trở về chẳng hai này là tự giác vô thượng của Như Lai, là đại tịch diệt. Nay ông muốn tu hành chánh định chân chánh để thẳng tiến đến con đường đại tịch diệt của Như Lai, thì trước tiên phải hiểu rõ nhân của hai loại điên đạo, đó là chúng sanh và thế giới. Khi điên đạo không sanh thì chánh định chân thật Như Lai sẽ hiện ra. Này Khánh Hỷ, sao gọi là điên đạo về chúng sanh? Này Khánh Hỷ, do giác tánh của chân tâm là sự hiểu biết viên minh, và nhân bởi sự hiểu biết đó mà sanh ra một tánh khác, rồi từ tánh đó sanh ra một vọng kiến. Do từ vọng tánh chẳng có gì mà cứu cánh thành có gì, mọi thứ từ cái có đó đều chẳng dựa vào bất cứ nhân nào, chỗ nương tụ và tướng trụ của nó hoàn toàn vốn chẳng có căn gốc. Mặc dù chỗ trụ của nó không có căn gốc, nhưng thế giới và chúng sanh lại được kiến lập. Do sự mê muội về bổn giác viên minh sinh bởi hư vọng, tánh của hư vọng đó vốn chẳng có tự thể và không có chỗ y tựa. Giả sử như muốn trở về tánh chân, nhưng cái muốn của sự chân thật đó đã chẳng phải là chân thật rồi. Mặc dù tánh của chân như đã chẳng phải là một chân thật, mà sao có thể mong cầu để trở về? Khi ủy như thế thì sẽ trở thành phi tướng, phi sanh, phi trụ, phi tâm và phi pháp, sẽ chuyển phát sanh năng lực của sanh phát khởi hiểu biết. Khi huân tập sẽ trở thành nghiệp, nghiệp tương đồng sẽ thu hút với nhau. Nhân bản nghiệp cảm nên tương sanh tương diệt, do đó nên có điên đảo về chúng sanh. Này Khánh Hỷ, sao gọi là điên đảo về thế giới? Do từ cái có mà sanh khởi hư vọng phần này đoạn kia, rồi nhân đó mà đến giới thành lập. Nó không dựa vào nhân nào hoặc làm nhân cho bất cứ thứ gì, không trụ hoặc có chỗ nào của trụ, mà chỉ có đổi dời không ngừng, cho nên mới có điên đảo về thế giới. Do ba đời và bốn phương của thế giới hòa hợp tương giao, nên chúng sanh mới biến hóa sanh ra thành một trong 12 thể loại. Cho nên thế giới nhân bởi dao động mà có âm thanh, nhân bởi âm thanh mà có hình sắc, nhân bởi hình sắc mà có mùi hương, nhân bởi mùi hương mà có xúc chạm, nhân bởi xúc chạm mà có vị nếm, nhân bởi vị nếm mà có pháp trần. Do sáu loại vọng tưởng rối ren này nên hình thành nghiệp tánh, nên 12 thể loại chúng sanh phải chịu luân chuyển. Do sắc tinh hơn diệt xuất pháp của thế gian, nên 12 thể loại chúng sanh nói tiếp sinh nên 12 thể loại chúng sanh nói tiếp sinh ra trong 12 thể loại và kết thành một vòng tròn. Do cởi nên tướng điên đảo của luân chuyển, nên thế giới mới có chúng sanh sinh ra từ trứng, sinh ra từ bào thai, sinh ra từ ẩm ướt, sinh ra từ biến hóa. Có chúng sanh có tưởng vô tưởng, có chúng sanh có tưởng vô tưởng, có chúng sanh có sắc vô sắc, có tưởng vô tưởng. Chẳng phải có sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hoàn toàn có tưởng, và chẳng phải hoàn toàn vô tưởng. Này Khánh Hỷ,
Do vậy chúng sanh luân hồi trong thế giới do hư vọng, nó sanh khởi điên đảo từ mê vọng, rồi nó hòa hợp với tinh khí và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để bay hoặc bơi, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sinh ra từ trứng, đó là cá rùa hay rắn và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhưng vậy chúng sanh luân hồi trong thế giới do tạp nhiễm, nó sanh loại sanh khởi hư vọng từ ái dục, rồi nó hòa hợp với chất sinh sản và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để đứng thẳng hay đứng ngang, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sinh ra từ bào thai, đó là con người, thú vật, rồng hay tiên và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bản chúng sanh luân hồi trong thế giới do chấp trước nên sẽ khởi điên đảo từ thú hướng, rồi nó hòa hợp với ấm áp tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để di chuyển mau lẹ, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sinh ra từ ẩm ướt, đó là những hình sâu bọ và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bản chúng sanh luân hồi trong thế giới do biến quá nên sẽ khởi điên đảo từ giả mượn, rồi nó hòa hợp với xúc chạm tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để thay mới bỏ cũ, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sinh ra từ biến hóa, đó là những loài lột xác và biết bay hoặc bò thì chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do ngăn ngại nên sanh khởi điên đảo từ chướng ngại, rồi chúng hòa hợp với chấp trước hiển thị và tạo thành 84.000 loài lợi tượng để sáng chói, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh có sắc và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do tiêu tán nên sanh khởi điên đảo từ nghi ngờ, rồi nó hòa hợp với u ám tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để ẩn tàng, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh vô sắc, đó là chúng sanh ở không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do ảnh tượng giả tạo nên sanh khởi điên đảo từ bóng hình, rồi nó hòa hợp với ký ức tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để giấu kín, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh có tưởng, đó là yêu tinh ma quái quỷ thần và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do u ám, do ám độn nên sanh khởi điên đảo từ si mê, rồi nó hòa hợp với ngu đần và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để khô héo, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh vô tưởng, đó là chúng tinh thần của chúng quá thành đất đá gỗ hay kim loại và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do phụ thuộc lẫn nhau nên sanh khởi điên đảo từ hương ngụy, rồi nó hòa hợp với nhiễm ô tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để cộng sinh, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh hoàn toàn có sắc, đó là chúng gồm nhiều loại, đó là hải quỳ phải nâng con cơm để thấy và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do giao tiếp nên sanh khởi điên đảo từ bọn tánh, rồi nó hòa hợp với chúng thật và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để bị hôn triệt, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải vô sắc, đó là những chúng sanh bị chú thực trù yếm và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do hư vọng hội họp nên sanh khởi điên đảo từ giả dối, rồi nó hòa hợp với dị biệt và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để thay thế, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải hoàn toàn có tưởng, đó là giống ông thích lưng nhỏ và những loài phát triển thân mình trên những loài khác. Nhân bởi chúng sanh luân hồi trong thế giới do án hại nên sanh khởi điên đảo từ giết hại, rồi nó hòa hợp với quái ác và tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để ăn thịt cha mẹ, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải hoàn toàn vô tưởng, đó là con kiên bám đất sinh con, chim phá kính đẻ trứng trong vỏ của cây độc và để bảo vệ của nó, khi lớn lên con của nó sẽ ăn thịt lại cha mẹ của mình. Và ăn thịt của mình và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Đây là 12 thể loại chúng sanh.